Em vườn lan nhỏ mình xin kính chào cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì chương trình khai xuân nên là đi lên núi mua lan trên bản nhé các bác nhé. Thì có kiếm được một số cây lan hôm và một số tác phẩm đẹp và những cái cây giống khá là vip luôn. Ối quá nhỉ. Em giới thiệu sơ qua cho mọi người xem. Đấy, đây là những cây giống, những cây tác phẩm. Đấy, những cây tác phẩm vip luôn. Đấy, em quay qua cho mọi người xem nó xong em giới thiệu từng cây nhé. Siêu phẩm luôn. Đấy. Đấy. Ở bên này nữa. Đấy, toàn những cây quế siêu phẩm luôn các bác ạ. Thì là về tối nên là em quay cho mọi người xem luôn. Lâu lắm mới có video để chia sẻ cho mọi người về. Từ trước Tết đến giờ em cũng bận suốt nên không có thời gian đi tầm lan được. Hôm nay ngày mùa được, đang làm vụ mùa cày bừa nó rảnh nên là em tranh thủ em đi lên núi. Đây em đây lên đơn đầu tiên cho các bác nhé. Đầu tiên là một đơn cây quế này dài tầm 20 phân nhé các bác nhé. Cầm okay. Đây là cây quế xếp em cũng bóc trên cùng cụm cây sung luôn nha các bác nhé. Cái này về mọi người lên lên chậu chưa em? Lên chậu đẹp luôn. Đơn đầu tiên em giới thiệu cây quế xếp Hòa Bình này là giới thiệu giao lưu anh em đầu năm là giá 250 bao ship nhé. Đợt số 1 nha các bác nhé. Đấy, 250 bao ship ạ. Đấy. Quế Hòa Bình thì không cần giới thiệu nhiều nữa. Mọi người cứ càng chăm thì lá nó càng to nha các bác. Đây cũng là những cây rừng mà anh em đi lấy được về xong ghép lên cây sung luôn. Đơn đầu tiên nhé, 250 nhé các bác nhé, bao ship. Đấy, đơn số 2 là cái cặp cây. Đấy, cầm như này cho nó dễ nhìn. Cây này một mẹ một con đây. Một mẹ. Cây ngắn mà đã đẻ con rồi nhỉ. Một mẹ. Cây mẹ tầm 20 phân nhé các bác nhé. Tầm cao tầm 20 phân, cây con này lên tầm 10 phân. Dễ rất là khỏe luôn. Cặp thứ hai là cặp một mẹ một con, em giao lưu với mọi người cặp này là 550 em bao ship nhé. Đấy, 550 bao cước luôn này. Đó, cái này nhăn không tính lên nhăn. Đây. Rất là đẹp luôn, cái này về lên chậu đúng thế mẹ con luôn. 550 nhé các bác nhé, đơn số 2. Em quay như này thôi nhưng mà nhìn thực tế nó đẹp lắm. Cây này 550 thôi ạ, giao lưu ạ. Đây. Mặt sau này. Thêm con đây này. Dễ của nó 550 nhé các bác nhé. Đơn số 2 ạ. 550 bao cước này. Đơn số 2 nhé các bác nhé. Mọi người sưu tầm đơn nào thì nhắn cho em. Cũng sưu tầm được ít thôi, hôm nay không được nhiều. Em chuyển sang cái đơn số 3 nhé các bác nhé. Đơn số 3 là cây quế đây cũng bóc cây sung luôn này. Là dây này là hai mẹ một con ạ. Dây này hai mẹ một con nha các bác. Đấy, dây này hai mẹ một con. Dây này hai mẹ một con này em để cho mọi người là 650 nhá. Đấy, 650 thì bác nào sưu tầm em bao cước luôn. Những cái cây quế Hòa Bình này thì em giới thiệu mọi người cũng nhiều rồi. Là dân họ đi lấy ở được ở rừng về họ chỉ dắt vào chỗ cái cành cây sung thôi, vẫn còn cái chỗ mảnh rẻ người ta buộc đây này. Họ không có bó phân gì cả. Nên là mọi người sưu tầm được những cái dề như này về mọi người đặt lên chậu, mùa này thì không lo chột, thì lo gì cả, chỉ cần mùa này ra rễ luôn ạ. Thì là trồng lên chậu, bỏ phân dây vào, trồng với vỏ than, cái than củi nha các bác nhá, bằng than nha các bác nhá. Đấy, 650 ạ, 650 bao cước, cái này là đơn số 3 nha các bác nhá, số 3 luôn. Đấy, những cái dề như này mọi người về tiện lên chậu luôn này. Đây, sẵn như này em có cái sẵn chậu gỗ này em đặt lên cho mọi người cùng xem luôn. Đấy, cứ oanh này, xem cái thế của nó như này luôn nha các bác nhé. Đấy, đặt lên chậu là mình kèm thêm cục lũa trồng nổi lên như này là đẹp luôn. Đây, đây. Trồng nổi lên là đẹp luôn. Quế Hòa Bình thì càng chăm lá càng to luôn rồi. Đấy, em cái này cất xong rồi. Chuyển sang một cái ngọn tiếp theo.
tác phẩm tiếp theo cái có con là cẩn thận gãy nhá. Đấy. Đấy, cái này lên chậu cũng để luôn như này thôi, trồng một chậu gỗ thì sẽ đẹp hơn nhé. Đây cây này tiếp theo là cây này một mẹ một con nhé các bác. Đây trồng lên chậu gỗ đúng cái thế này cho em luôn này, dễ yêu rất là nhiều luôn. Đã có hoa rồi nhé các bác nhá, năm từ có hoa từ trong rừng luôn này. Cái này về nhà dân cũng có bắt đầu cho hoa này. Đấy. Cặp mẹ con này em giao lưu với mọi người là 1,3 triệu nhé các bác nhé, 1,3 triệu em bao cước luôn. Đấy, những cái đơn như này nó nhẹ nhẹ em có thể bao cước cho mọi người luôn nhé. Quế Hòa Bình sụt, nói chung là quế Hòa Bình nó ít lắm các bác ạ, không có nhiều như một số bác hay ấy đâu, hay nói hay có đâu, không có nhiều quế Hòa Bình đâu ạ, đi kiếm cả ngày mới được một chút ít thôi, không có nhiều lắm. Đấy, nghe ngon lại là 1,3 triệu nhé các bác nhá. Một mẹ một con, bác nào sưu tầm thì nhắn cho em. Đấy, thì để em gửi cho mọi người. Đấy, sau này em vẫn trồng lên kiểu chậu như này luôn mà. 1,3 triệu là cái đơn thứ tư nha các bác nhá. Em chuyển sang một cái đơn thứ năm. Đây là đơn đây đằng sau. Đây là đơn thứ năm luôn à. Đây là đơn thứ năm nha các bác nhá. Cái này nó ở vào một cục nguyên bản. Đây dần đi lên dần chỉ cho họ mãi thì họ cắt cái tay áo không dùng nữa, họ bó phân trâu vào đây. Đấy. Dễ bắt đầu ăn vào luôn các bác. Cái này là một cây lá ngắn luôn này. Cây lá ngắn luôn. Xếp rụt luôn này, lá ngắn luôn các bác ạ. Đấy, xếp rụt lá ngắn nhé, mọi người nhìn cái cổ lá của nó này. Đấy. Đây. Cổ lá phê luôn này. Cái này lên chậu chăm bẵm nó là đẹp luôn này. Đây em đặt cho vào mọi người vào cái chậu luôn để mọi người xem cái dáng của nó luôn này. Cho nó đứng lên một tí em. Đây. Đấy. À, cái đơn số 5 này anh em nào lấy thì em giao lưu cục nguyên bản này là 700.000 nhé các bác nhé. 700 giao lưu. Đầu xuân nhé. 700. Đấy. Bác nào đẹp luôn. Nhìn thực tế nó phê lắm, những ngọn rụt như này. Mình chỉ cần chăm như này đến mùa hoa là bắt đầu đẹp luôn đấy. 700 nhé các bác nhé. Bác nào lấy thì quan tâm thì ebook và cái số điện thoại Zalo của em nhé. Em chuyển qua cái đơn tiếp theo. Đây em chuyển sang cái đơn thứ 6. Đây cũng là một cây em cắt được mà vẫn còn nguyên bó cái phân trâu họ ghép đây này. Cây này mấy năm trước lên họ cũng không bán đâu, nhưng mà bây giờ nó phát ra thì nó sẵn cái khúc cây sung em đòi mua được luôn. Siêu phẩm lá ngắn luôn các bác nhá. Em để dựng lên cho mọi người cùng ngắm cái cổ của nó. Cây này kiểu cụ ống luôn này. Đẹp lắm. Lá ngắn nhé các bác. Cổ của nó lên này, bẹ phê luôn. Đấy, em đã đặt vào chậu cho mọi người cùng xem này. Cái dáng ngọc nữa, đổ kìa, okay. Cầm sâu không? Đây, cổ xếp khít luôn này. Còn là dân buộc tự nhiên thôi các bác ạ. Đây, chăm tự nhiên rồi. Đấy, chăm tự nhiên luôn này. Đấy, quay ngang đứng trực diện cho mọi người ngắm cái cây này. Phê luôn nhá. Em xếp rụt lá ngắn luôn. Kiểu chỉ thiên luôn này. Cổ ống luôn. Ngọn này em giao lưu là 2,8 triệu nha bác nhá. 2,8 triệu. 2,8 triệu. Bao ship. Anh em là sưu tầm thì nhắn cho em nhá. Ok. Đây. Cái này treo lên. Cẩn thận, có một con đang lên nha các bác nhé. Cây này có một con đang lên ở dưới gốc ạ. Quế Hòa Bình thì càng chăm càng to luôn. Em chuyển qua cái đơn tiếp theo là cái đơn số 7 nhé. Cây này cũng là cục nguyên bản luôn này. Nguyên bản cây sung, mọi người nhìn cho mọi người ngắm qua cái bộ rễ này. Cầm nhé. Đây, dân lấy về họ chỉ ghép, cắt và ghép như này thôi. Cây này là trước là nó ở con của một cái cây lá nhăn nha các bác nhé. Trước là con của một cái cây lá nhăn mà em mua được của người ta là mua được cây mẹ nhăn rồi. Nhưng mà hôm đấy họ giữ là cái con này. Bây giờ lên thì họ chăm thì sống lại đây. Nhưng mà hôm nay em lên thì em gạ em mua được nốt cả cái cây này luôn này. Đó là con của một cây nhăn đấy. Bảo hành luôn nhá các bác nhá. Bảo hành là cây nhăn luôn, con cây nhăn luôn.
Vì những cái giống quế ở trên Hòa Bình này là giống quế nhăn, nó chỉ phải lên tầm 2 đến 30 phân nó mới bắt đầu nhăn. Em cũng có giới thiệu qua cho mọi người xem mấy hôm rồi, mấy lần rồi. Đấy, nó là con của cây nhăn luôn. Vết cắt đây vẫn còn nguyên đây. Đấy, dọc vẫn nguyên vết cắt đây các bác nha. Bảo hành là lá nhăn luôn. Bản lá này nó phải hơn 5 sen rồi. Đấy, ngọn này là giống con nhăn này, em giao lưu cho mọi người là 800 luôn con này nhá các bác. Bảo hành là con nhăn luôn nhá các bác nhá. Đấy, bao nếu mà bác nào không yên tâm, em có thể cọc cho em có thể là nuôi hộ mọi người luôn, không sao. Đấy, đấy là chỗ giao lưu tin tưởng. Đấy, chủ yếu là bán hàng mình uy tín thôi, mình có sao nói vậy đâu các bác nhé. Đấy, là đơn này là đơn số 7 nhỉ, đơn số 7 là 800.000. Anh em là sưu tầm nhắn cho em nhé. Đây, nhìn thực tế rất là đẹp luôn. Đây, dáng lên chậu, cắt bớt cái cây sung đây xong giữ nguyên rễ lại là lên chậu là đẹp các bác ạ. Đây. Đây, ok, chuyển sang cái đơn siêu phẩm cuối cùng. Tiếp theo. Đây, em nhắc lên chậu luôn cho mọi người xem cái cây siêu phẩm. Siêu phẩm nhé các bác nhá. Cái này là đây, cái chỗ này là họ bó vào cây sung này. Cái này lên mình lên chậu rồi mình sẽ chỉnh lại. Còn lá của nó vẫn nguyên từ gốc đến ngọn này. Lá vẫn nguyên từ gốc đến ngọn nhé các bác nhá. Có một con đang đẻ ở bên kia. Cục cành nguyên bản, cành cây sung đây. Đây, rễ bị gãy cho nó đẻ đầy rễ con này các bác nhá. Cây này là cao 70 phân. Xếp đứng cổ to luôn này. Cổ lá rất là to luôn, quay cho mọi người xem này. Đây. Đấy, cổ cổ ngọn rất là phê luôn này. Cuối Hòa Bình mà dân chăm tự nhiên mà đã được như này rồi mọi người thì đã khi mình chăm phân bón lá hoặc là phân 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 hữu cơ vào thì sẽ đạt như nào luôn. Đấy, vòi hoa rất là dài nha các bác nhá. Vòi hoa rất là dài luôn. Cái đặc điểm của cái cây này là bản lá của nó gần 6 sen rồi các bác nhá. Lá gần 6 sen rồi, đạt 5 sen 8 rồi. Đấy. 5 sen 8 luôn rồi. Khi vận chuyển có bị rách một chút đây. Đây. Không ảnh hưởng nhá. Không ảnh hưởng. Đấy. Quá siêu phẩm luôn. Cũng lâu lắm rồi mới mua được một cái cây quế VIP như này luôn. Gọi là hôm nay là buổi khai xuân may mắn đấy. Em giữ bên kia để cho mọi người ngắm ngắm bên này một chút. Giữ. Đấy. Đấy, cứ đứng đây. Quay mặt xong. Đấy, mặt nào cũng đẹp nhé các bác nhé. Đấy, bên này nhìn còn chất lượng hơn luôn này. Rất là phê. Thì em quay lên như này không biết mọi người nhìn có rõ được hết cái độ đẹp của cái cây này không, nhưng mà thực tế nó phê lắm các bác nhá. Đấy. Bản lá xếp đều đẹp luôn, cao tầm 70. Đột một siêu phẩm luôn. Cây này thì em không tiện báo giá ở trên live này nhé. Mọi người bác nào thì quan tâm thì giá tham khảo hay là sưu tầm thì ebook cho em qua cái số Zalo 0982 037 488 ạ. Đây. Quay cho mọi người xem kỹ là một vòng nữa này. Rất là phê luôn. Đấy. Lá gần 6 sen rồi các bác nhé. Đây là tất cả những cái cây hôm nay em đi khai xuân em lấy được ở trên 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 bản. Thì anh chị em cô chú có nhu cầu sưu tầm những cái đơn hàng nào thì nhắn cho em, hoặc là có nhu cầu sưu tầm những cái cây giống quế xếp Hòa Bình, cây nhỏ, cây thuần chậu hoặc là những cái cây tác phẩm thì book cho em nhé. Em ở Lạc Sơn Hòa Bình, địa chỉ của nhà em là ở Lạc Sơn Hòa Bình ạ. Số điện thoại của em là số điện thoại cố định và số Zalo luôn là 0982 037 488. Em xin kết thúc video đấy ạ. Xin chào các bác nhé.